Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh em tải game Free Fire Mod trên PC với phần mềm giả lập Wacom nha. Đây là một phần mềm giả lập khá là mượt và hỗ trợ những dòng máy tính laptop có hình yếu nha. Cho nên anh em nào mà đang có laptop máy tính mà không chơi được các giả lập khác thì nên tải thử cái giả lập này nha. Thì để tải được giả lập thì link tải thì mình để sẵn trong phần mô tả hoặc trong phần bình luận của video này. Các bạn đang xem video thì các bạn kéo xuống và hãy click vào đường link thì nó sẽ tải thẳng về luôn, không cần phải truy cập sang trang chủ. Và khi các bạn click vào thì nó sẽ tải về và các bạn chỉ cần nhấp vào cái file các bạn vừa mới tải á, như của mình ở hiện ở dưới màn hình ở dưới góc bên trái này, hoặc là các bạn vào phần quản lý file ở trên máy tính á, rồi sau đấy click chuột hai lần vào thì nó sẽ hiện lên cái phần cài đặt này. Thì cái bảng này nhé, thì các bạn nhấn vào nút cài đặt này nha, thì nó sẽ cài đặt lên máy tính và thời gian cài đặt thì cũng nhanh lắm, tầm 37 phút là xong rồi. Sau đấy thì các bạn hãy mở giả lập này lên giúp mình nha. Còn bây giờ mình sẽ tắt cái bảng này đi, vì mình đã cài đặt rồi, mình không cần cài đặt lại lần nữa. Mình sẽ tắt nó đi và mình sẽ mở lên để hướng dẫn nhanh cho anh em luôn. Khi mở lên thì anh em sẽ thấy nó có giao diện nó như thế này đây. Rồi, thì lúc này chỉ cần nhấn vào cái ô tìm kiếm này, các bạn gọi tên game là Free Fire Max. Sau đấy chọn vào game này, hoặc là nhấn Enter cũng được. Đấy, rồi chọn vào game này, nhấn vào nút cài đặt hoặc nút install nha. Nhưng lưu ý là khi các bạn click vào thì nó sẽ chuyển sang trang đăng nhập của Google Play nha. Và lúc này thì các bạn cần đăng nhập cái Gmail, cái tài khoản Google của bạn vào, đăng nhập vào thì mới có thể sử dụng cái Google Play này được. Và đó là yêu cầu bắt buộc nha. Và đăng nhập xong thì nó sẽ chuyển các bạn sang cái các bạn đợi tí để cho nó tiếng nó chạy cái này nha. Ứng dụng cần chạy trên Android 7. Các bạn đợi cho nó chạy xong cái phần này thì nó sẽ chuyển các bạn sang cái cửa hàng Google Play và lúc này thì các bạn có thể bắt đầu tải được nha. Các bạn đợi tí. Bây giờ nó đã cài xong Android 7 rồi các bạn, và bây giờ nó đang chuyển mình sang cửa hàng Google Play đây. Các bạn đợi tí cho nó chạy tiến trình này nha. Và là cái này thì nó chạy một lần thôi, cho nên các bạn không phải lo là cứ mỗi lần mở game nó sẽ chạy đâu, sẽ không tốn thời gian của các bạn nhiều đâu. Đây, lúc này nó sẽ chuyển các bạn sang cửa hàng Google Play. Và các bạn chỉ cần nhấn vào nút đăng nhập này này. Các bạn hãy đăng nhập tài khoản Gmail của bạn vào. À, bây giờ thì các bạn có thể là bắt đầu tải được game này rồi nha. Thì để tải thì nhấn vào nút cài đặt này này. Đây, nhấn vào nút cài đặt này thì game nó sẽ tiến hành nó tải về. Và game này thì có dung lượng là khá là cao, cho nên anh em đợi một tí để cho nó tiến hành nó tải về xong nha. Và sau đấy thì nó sẽ tự động cài đặt luôn. Và khi xong thì các bạn sẽ thấy cái nút màu xanh như này nó phát sáng lên, thì các bạn nhấn vào chỗ này có chữ phát này, hoặc là có chữ mở, chữ play hoặc chữ open đấy. Này, game đang tải xuống này. Game này có dung lượng gần 1GB nha các bạn, để chưa tính là phần mà nó sẽ tải data nữa. Và trong quá trình tải hoặc là cài đặt mà các bạn có vấn đề gì thì các bạn cứ để lại ý kiến trong phần bình luận nha, mình sẽ hỗ trợ giúp cho. Còn bây giờ các bạn thì xem mình trải nghiệm game này nha. Còn cái quá trình tải thì mình sẽ cắt bỏ khỏi video cho đỡ tốn thời gian của các bạn. Chúc bạn chơi game vui vẻ nha.